Tổng kho nội thất Gia Hưng tuyển đại lý, nhập hàng tại tổng kho không lo về giá, hàng đẹp giá tốt chốt giao ngày. Liên hệ hotline hoặc Zalo 0911 55 0059. Bangkok Motor Show 2024 chạy nước rút, VinFast Vepway đã đến Thái Lan. Chưa đầy một tuần nữa, Bangkok International Motor Show 2024 BIMS 2024 sẽ khai mạc. Hiện tại, các gian hàng đang được tất bật chuẩn bị trong bầu không khí nhộn nhịp, bao gồm cả khu trưng bày của hãng xe VinFast đến từ Việt Nam. Các thương hiệu đang dần vào chỗ. Trong fanpage của Bangkok International Motor Show BIMS đang liên tục đăng tải những hình ảnh mới nhất về quá trình chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Hiện nay, logo của hãng xe đã được treo lên, khung gian hàng bên dưới cũng đang được lắp đặt. Các nhân viên làm việc hết công suất để hoàn thành mọi thứ trước khi sự kiện diễn ra trong chưa đầy một tuần tới. Sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên VinFast tham dự triển lãm ô tô Bangkok. Tại triển lãm lần này, gian hàng của VinFast được đặt gần khu vực dành cho xe máy và phụ kiện với quy mô nhỏ hơn so với một số thương hiệu lớn khác. Ở đây, hãng xe hơi Việt sẽ trưng bày một loạt sản phẩm xe điện, trong đó đáng chú ý có VFY và VF3, hai mẫu concept chưa có bản thương mại. VinFast VFY đã tới Thái Lan. VFY được coi là điểm nhấn đáng chú ý trong khu trưng bày của VinFast tại BIMS 2024. Mẫu concept bán tải điện này chọn ra mắt thị trường Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng sau khi xuất hiện ở Mỹ. Thái Lan là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ xe bán tải hàng đầu khu vực. Hiện tại, VFY đã được chở đến Thái Lan để chuẩn bị cho sự kiện. Rất có thể đây chính là chiếc từng được trưng bày tại CES 2024 diễn ra ở Mỹ. Xe được vận chuyển theo đường hàng không. VFY có kích thước tương đương nhóm Ford Ranger, Toyota Hilux, bản concept gây chú ý với cửa mở ngược như Rolls-Royce. Xe đi theo hướng thiết kế tối giản với nhiều đường nét góc cạnh mạnh mẽ, nội thất hiện đại với màn hình đa thông tin lớn phía trước và hai màn hình gối đầu. Hãng chưa công bố thông số động cơ sẽ trang bị cho VFY. BIMS 2024 dự kiến mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27 tháng 3. Hai ngày trước đó, 25 và 26 tháng 3 là thời gian dành cho báo chí. Có 47 thương hiệu xe tham dự BIMS, trong đó có 35 hãng ô tô và 12 hãng xe máy. VinFast cùng Changan, Nator, Aion và các hãng ô tô lần đầu tới BIMS. Trong số này, trừ VinFast còn lại đều là thương hiệu Trung Quốc. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của những mẫu xe phiên bản giới hạn như Lamborghini, Countach, LPI 804, chỉ có 112 chiếc được bán ra trên toàn cầu. Rolls-Royce Phantom Tempus, Dowland Speed, Nissan GT-R T-Spec, McLaren 720S và Speedtail. Triển lãm được tổ chức trên diện tích rộng khoảng 76.000 m², được đầu tư hơn 300 triệu baht, hơn 207 tỷ đồng. Vé tham quan triển lãm là 100 baht, khoảng 70.000 đồng. Từ tuổi trẻ, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tổng kho nội thất Gia Hưng, chuyên nội thất nhập khẩu, nội thất thông minh, tuyển đại lý phân phối trên toàn quốc. Với đa dạng các dòng sản phẩm, mức giá cam kết tại xưởng, chiết khấu sinh lời cao. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0911 55 0059. Địa chỉ A5 / 30A, đường số 1 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.